Tập 19. Tâm trai, bọn này đang tìm đủ mọi cách để lấy mạng của anh. Vậy anh mau tìm cách đi. Cũng Hướng Quang nói không nên để lại hai mối họa đó. Vậy nghĩa là phải, hiện anh đang tìm cách để phục chức lại. Mọi chuyện xem như đã bố trí xong. Nhưng nếu bây giờ Hướng Quang để xảy ra sơ sót, bị bên CC nắm bắt được thì... Chuyển dị thành. Vũ Hiên, anh nói họ Dư đó bị cách chức lâu như vậy rồi, làm sao đề bạt anh được? Anh xem người khác ai cũng được lên chức, chỉ có anh là ngồi yên. 3.000 đồng đó xem như tan thành nước rồi, anh làm sao lấy về cho em? Em điên sao? Số tiền đó làm sao lấy về được nữa? Chủ nhiệm, Vũ Hiên, Chu Nhiên đến rồi, ngồi trò chuyện đi. Tình hình ra sao rồi? Vừa nghe anh em nói phó chủ nhiệm bắt được hai tên phiến loạn. Đúng như vậy không? Nghe nói đang ở trong phòng giam bí mật thẩm vấn họ. Alo, đang nghe. Tôi Trần Vũ Hiên. Dạ. Phải. Được, tôi lập tức đi ngay. Đi, tới phòng giam bí mật. Chủ nhiệm muốn đích thân thẩm vấn sao? Tôi muốn đưa họ về bên này. Mở cửa. Chủ nhiệm, anh đã bắt được hai người. Phải, hai người này tự xưng là liên lạc viên của bên kia ở Diên An, tìm cách dụ tôi theo bọn chúng. Trong quá trình điều tra lại nói từ tổng bộ Trùng Khánh tới đây, không chịu khai rõ sự thật. Lập tức giao họ cho tôi, tôi đích thân xét xử. Chủ nhiệm, ông tới trễ rồi. Đây là lệnh của tổng bộ. Thành thật xin lỗi. Thứ nhất, anh em đã mạnh tay với họ. Thứ hai thì hai tên này không chịu nổi sự tra tấn nên đã chết hết rồi. Cái gì? Chết rồi? Phải. Vô dụng. Còn là bọn vô dụng. Dạ. Chúng tôi không làm được việc. Vậy chúng tôi đang chờ kỷ luật. Họ chết rồi, còn kỷ luật gì nữa? Xem như từ trước tới nay không có chuyện này. Tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Anh biết cái gì chứ? Lần này dưới âm phủ có thêm hai quan hồn không tên không tuổi nữa rồi. Bây giờ tốt rồi, hai người đó chết hết thì Hướng Quang sẽ không sao nữa, anh cũng không sao rồi. Nhưng hai tên này không thể chết uổng như vậy được. Anh phải để cái chết của họ có giá trị. Hai tên đó chết rồi thì còn giá trị gì nữa? Anh phải nhờ Đinh Tử đưa tin này tới Diên An, để chuyện Cũng Hướng Quang giết chết liên lạc viên của bọn chúng trở thành sự thật không sao chối cãi. Vậy là anh muốn để trong lòng được yên ổn hơn. Anh Khúc, dùng quán trà này làm điểm liên lạc mới của chúng ta, anh thấy sao?
Vậy cũng tốt. Từ khi hiểu buôn Ngũ Phúc bị phá hủy, ngoài Tương Quán Lệ Nhân ra, chúng ta không còn điểm liên lạc nào nữa. Vậy anh mau tiếp xúc để thuê ngay đi. Hiện giờ kinh phí hoạt động vẫn còn thiếu, làm sao có số tiền lớn để thuê chỗ này? Anh đừng bận tâm tới vấn đề kinh phí, tôi sẽ giải quyết. Vậy là anh phải đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói qua chuyện khác. Hiện giờ bên Cũng Hướng Quang thế nào rồi? Cũng Hướng Quang nói Diên An sai hai người bạn bí mật tới Địa Thành tiến hành điều tra chính trị hắn. Điều tra chính trị? Tại sao cơ sở chúng ta không nhận được thông báo? Tôi cho hắn biết, có thể bộ trung xã muốn thông qua hắn mở một tuyến liên lạc khác, dặn hắn nhất định phải kiên tâm chờ đợi. Ngoài ra, sáng nay cô Cầm đưa một tin mới cho chúng ta. Cô nói Cũng Hướng Quang lại hẹn gặp nhau nữa, giả lại còn nói rõ trực tiếp gặp anh. Anh gặp không? Anh gặp không hả? Gặp. Nhất định hắn có tin gì rất quan trọng muốn nói với tôi. Gặp. Chú Bình, sao rồi? Tới rồi, nhưng đi rồi. Chờ tôi. Trương, chủ nhiệm Trương, có chuyện quan trọng sao? Diên An gửi điện khẩn tới cho biết lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Cổng Hướng Quang. Tại sao? Cổng Hướng Quang đã bắt hai liên lạc viên của chúng ta, tối hôm qua còn bí mật giết luôn họ. Thật vậy sao? Có thể hiện giờ là thật rồi, nhưng bên Diên An còn đang chờ xác định của bạn bè ở tuyến khác. Hay là bọn mật vụ giở trò khổ nhục kế? Khó nói lắm. Bộ trung xã đang xác định lý lịch của hai liên lạc viên đã bị giết này. Cũng Hướng Quang làm như vậy, ít ra cũng phải có lý do nào đó. Tôi không sao tìm được lý do khiến hắn làm như vậy. Có thể cảm giác của anh là đúng, nhưng mà hiện giờ tình hình phức tạp. Trước khi xác định rõ chuyện này, chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh.
bao gồm cũng hướng quan nhờ cô Dương Cầm liên lạc với ta, cũng phải tạm đình chỉ. Như vậy cô ấy mới được an toàn. Sao lại như vậy được? Ông chủ tới rồi. Này ông chủ, ông đã tới. Tôi đến xem lại cuộn phim đã gửi ông Tráng. Cuộn phim của ông có vấn đề, ông vô trong xem lại đi. Cấp trên nói sao rồi? Cắt đứt hết mọi quan hệ. Hắn phản bội thật sao? Anh Phúc, tôi không sao hiểu được chuyện này. Chúng ta cùng với bắt hắn, cùng với 30 thùng vật tư quan trọng đó, hắn cũng bỏ qua. Này tại sao hắn lại bắt hai người đó, còn giết luôn họ nữa? Nếu là sự thật thì chứng minh được một điều. Điều gì? Cũng hướng quan bỏ qua số vật tư cùng với chúng ta, có thể đó là một âm mưu lớn. Và hai người đó vô tình biết được bí mật của hắn, cho nên hắn phải giết người diệt khẩu. Âm mưu gì quan trọng hơn 30 thùng vật tư đó chứ? Bây giờ không thể nói rõ được. Chúng ta chỉ còn cách làm theo lệnh. Tôi biết như vậy rồi, nhưng mà... Võ Bình chưa ngủ sao? Anh bỏ đi đâu vậy? Đi ăn cơm với mấy người bạn. Xem anh đi, dạo này thường xuyên ra ngoài một mình, đi tới khuya mới về. Anh làm gì ở ngoài? Tôi giết người sao? Tôi lớn như vậy rồi, ra ngoài kết bạn có sao đâu. Vậy cũng hỏi. Anh là anh của tôi, anh phải biết điều hơn tôi. Tôi không biết điều sao? Hả? Tôi không biết điều sao? Tôi đây, ngày nào cũng theo chú Bình làm việc, không hề chợp mắt, không sợ nguy hiểm. Đó là vì ai? Cũng vì tương lai của hai anh em mình thôi. Được, anh biết nghĩ tới chú Bình là được rồi. Nói vậy là sao? Đây là Lưu Cúc Phương, người yêu của tôi. Mọi người đã biết nhau rồi. Phải rồi, em vô nấu vài món ăn. Được. Đây là anh Khúc Hà, phó chủ nhiệm sở tình báo Việt Thành, kiêm tổ trưởng tổ hành động. Còn hai anh này được Diên An biệt phái tới. Đây là Viên Thế Toàn, điện báo viên. Rất hân hạnh, chào anh. Cô Cao Lệ Mẫn, giải mã viên, xin chào. Hai người từ Viên An tới nhất định rất mệt mỏi. Không có gì, không mệt đâu. Đây, uống trà nhé, cảm ơn. Viên An có chỉ thị mới nào không? Thủ trưởng Bộ Trung xã rất hài lòng về chuyện sở tình báo Vị Thành đã hoàn thành nhiệm vụ, nhất là đã tìm lại ba bộ điện đài bị mất, do đó nhờ chúng tôi tới biểu dương các anh em. Vậy là chúng ta phải tranh thủ thời gian chuyển ba bộ điện đài đi ngay. Hỏi, thủ trưởng có chỉ thị chúng ta giữ lại ba bộ điện đài để thành lập trạm phát tín cho sở tình báo Vị Thành. Đúng như vậy. Cho nên đã nhờ anh Toàn và cô Mẫn hỗ trợ công tác này. Tốt quá rồi. Chúng ta có điện đài riêng thì có thể trực tiếp liên lạc với Viên An rồi. Phải đó. Anh Tần, đã liên lạc mấy lần rồi, vẫn chưa liên lạc được. Lần đầu tiên liên lạc với Trung ương là vậy. Tiếp tục đi. Được. Phó chủ nhiệm, có gì không? Vừa phát hiện được tín hiệu của một điện đài bí mật.
Hiện giờ còn hay mất? Lúc còn lúc mất. Lần sau cùng bắt được tín hiệu về lúc nào? Khoảng nửa tiếng đồng hồ trước. Đây là tín hiệu của một điện đài mới thành lập. Trước đây chưa nhận được tín hiệu này. Đây, cho tôi nghe. Được rồi, anh Tần, có tín hiệu của Duyên An rồi. Tốt lắm, thử lại xem. Cho họ biết châu chấu nhỏ bé nhưng dám đá xe. Ừ. Duyên An đã trả lời. Trên trời dưới đất sao đỏ văng đầy. Tốt lắm. Điện đài của chúng ta bây giờ hoạt động được rồi. Chúc mừng. Chúc mừng. Phó chủ nhiệm, anh xem đây là điện đài của Nhật hay là của bên ta? Không thể nói trước được. Thế này, các anh tiếp tục theo dõi. Nếu có phát hiện mới, lập tức cho tôi biết. Dạ. Phó chủ nhiệm, anh yên tâm. Đại ân đại đức của anh tôi không sao trả hết được. Tôi tình nguyện làm tai mắt cho anh. Anh thông thả đi. Có chuyện này. Gần đây trinh sát của ta phát hiện được một điện đài phát những tín hiệu rất lạ. Nếu như không phải của Nhật thì của bọn tình báo địa phương. Trạm trưởng, tôi đưa anh em đi lục soát ngay. Ừ. Đem theo chiếc xe này, đi dò tìm sẽ mau hơn. Cảm ơn ông. Nhất định phải gặp anh Tần hỏi rõ lại. Tín hiệu lạ đó có phải do họ phát đi hay không? Nếu phải thì sao? Nếu đúng do họ phát đi thì anh tìm cách hỗ trợ cho họ. Anh không muốn ngồi chờ như vậy nữa. Nhưng vị thành rộng lớn như vậy, em làm sao liên lạc được với họ? Dù khó khăn thế nào cũng phải liên lạc với họ cho được. Hai tên đó đích thật là gián điệp của Trung Thống. Anh không giết lầm người đâu. Anh Tần không gặp mặt anh thì thôi, nhưng em nhất định cho anh ấy biết. Hai gián điệp đó tuy xảo quyệt nhưng cũng bị lộ tẩy. Vì anh Tần đã nói với anh, vụ thập lý phố vốn không phải do cơ sở vị thành làm, nhưng anh cố tình đem vụ đó viết vào tư liệu. Vậy mà tên giang hùng đó lại khen anh nữa. Đây là điểm sơ sót của chúng. Nhưng bây giờ anh Tần không còn liên lạc với em nữa.
Chú Bình, cậu ra phố tìm người chạy xe ngựa đó, đưa món đồ này cho anh ta. Đừng nói gì hết. Còn nữa, không được để người khác nhìn thấy. Này anh Tùng Nhung, anh Quốc Liệt, chào anh. Nghe nói anh muốn gặp tôi nên tôi ở đây chờ anh tới. Tôi cần gặp anh có chuyện quan trọng. Tôi biết, nhất định là có chuyện quan trọng gì rồi. Chuyện thế này, tôi vừa nhận được thông báo của Diên An. Lần này ông Châu Ân Lai từ Diên An trở lại Trùng Khánh sẽ tạm dừng chân ở vị thành chúng ta. Thật sao? Thật đó. Vậy thì quá tốt. Tôi thật không ngờ mấy năm rồi không được gặp ông ấy. Những lời dạy bảo con năm xưa cho đến nay tôi vẫn không sao quên được. Anh Quốc Liệt, hiện giờ tâm trạng của tôi không khác gì như của anh. Tại sao? Lần này ông Châu ghé thăm vị thành khiến trên vai của tôi đang bị áp lực rất nặng. Anh yên tâm đi, tôi cho anh biết. Nơi khác thì tôi không dám nói, ở vị thành không ai dám động tới một sợi tóc của ông Châu. Được. Đi. Lần sau nhớ đến thăm em nữa nha. Anh phải đi ngay. Không được, anh phải đi ngay. Này anh Tường, anh hứa với em một chuyện đi. Chuyện gì? Anh không được nuốt lời đó. Nói đi, chứ cần làm được thì anh không nuốt lời. Em muốn làm vợ anh. Em nói sao? Em muốn làm vợ anh. Tiểu Đào, anh nhất định đem kiện qua tới đón em về. Anh Tường à, anh phải cố gắng hơn, kiếm thật nhiều tiền để chuộc thân cho em. Bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu nữa. Em có để dành được một số rồi, chỉ còn thiếu một ít thôi. Anh nghĩ cách giúp em đi. Ừ. Từ nay anh xem chỗ này là nhà của mình được rồi. Có rảnh thì tới thăm em, không được bỏ em một mình. Em nhớ anh lắm. Anh hứa, cho dù mất luôn tính mạng của mình, anh cũng không bao giờ bỏ em. Anh đi. Thông thả, nhớ ghé lại thăm em. Này, anh tìm gì đó? Tìm lại món đồ. Anh mất đồ sao? Món đồ quan trọng lắm đó. Món đồ quan trọng. Tiểu Đào, em thấy viên thuốc lớn như vậy hay không? Một viên thuốc có gì quan trọng đâu chứ. Nói thừa, đương nhiên quan trọng rồi.
Nếu không thì anh tìm làm gì? Vậy đó là viên thuốc dùng riêng cho đàn ông phải không? Em thấy thì không chứ. Muốn lấy không? Đương nhiên là muốn. Được rồi, vừa ra khỏi phòng đã muốn nữa rồi sao? Không phải đâu. Thật ra em thấy hay không? Được rồi, khi nào rảnh thì em tìm giúp anh. Không thấy thật sao? Không thấy. Không thấy thật sao? Không thấy. Vậy anh ra ngoài tìm. Nghĩ tới tên nhóc đó thì anh nổi nóng. Đừng nóng, em có món đồ này cho anh xem. Này, uống xong sẽ khỏe lại ngay. Đây là cái gì? Em đi đâu tìm được? Của hắn làm rớt trong phòng này. Tên đó uống thuốc này thật sao? Em đã thấy loại thuốc này trong phòng chị Mai Hương. Đây là thuốc kim thương. Vậy anh phải dùng thử. Sao rồi? Đây là cái gì lạ quá? Đội trưởng, tôi đã xem kỹ tờ giấy này, nhưng không sao hiểu được. Nghe Tiểu Đào nói, gã họ Trịnh đã làm rớt trong phòng. Sau đó thì nóng lòng tìm lại. Anh nói trong đó muốn nói lên điều gì? Thời gian đã quá rõ, không phải 10 giờ sáng thì là 10 giờ tối. Riêng con trâu này, tới bây giờ tôi vẫn chưa hiểu. Thật ra muốn nói lên điều gì? Cho dù muốn nói điều gì thì cũng là chứng cứ. Hắn bắt tay với bên kia, hay là bắt cả họ Trịnh đó về đây tra hỏi. Đừng. Một tên tép riêu đưa thư, nếu bắt về đây rất dễ bứt dây động rừng. Anh nhớ, chưa tới lúc quan trọng, không được xảy ra sơ sót. Dạ. Anh xem, thường thì con vật nào có liên quan tới con trâu? Ngựa, dê, lạc đà với con lừa. Thông minh lắm, ra ngoài đi. Dạ. Cô chủ, mời họ ra ăn cơm nhé. Tôi gọi họ rồi, lát nữa họ ra tới. Chú Bình. Chú Bình, tôi đã tìm được người đánh xe ngựa. Đưa cho hắn chưa? Dạ. Tôi làm theo ý của chú. Nhét món đồ vô tay của người đó xong thì tôi đi ngay. Anh giỏi quá. Đi, ra ăn cơm đi. Điện của Trung ương, chuyện hai người bị giết ở Vị Thành vẫn còn đang điều tra. Hôm nay liên lạc tới đây. Anh Tần, tôi có một đề nghị. Nói. Để được an toàn, tôi đề nghị điện đài trong Vị Thành mới thiết lập chỉ được thu không được phát. Nếu như muốn phát, phải tìm một chỗ cách xa thành phố. Anh Khúc Hà đã tìm được một chỗ ở Nguyên Xuyên để thành lập điểm phát tin. Lần sau chúng ta tới Nguyên Xuyên để phát.
Tiếp tục dò. Cảm ơn. Ám hiệu liên lạc đã nhờ người chuyển đi cho anh Tần Kiếm. Sáng mai lúc 10 giờ em tới tiệm đồ cổ chờ liên lạc. Bất luận người liên lạc là Tần Kiếm hoặc là ai, cũng phải thuyết phục họ cho anh gặp cấp trên. Nếu ngày mai không có ai liên lạc thì sao? Thì em phải chờ khi nào liên lạc được mới thôi. Đội trưởng, chúng ta đã dò nửa ngày cũng không dò được gì cả. Rút về. Nay mai Châu Ân Lai sẽ tới Vị Thành. Tôi đã chuẩn bị xong công tác giải quyết. Chủ nhiệm Trần, cảm ơn sự tiếp đãi của anh. Lâu nay tôi vẫn mong chờ ông tới đây chỉ đạo công tác, nhưng tới bây giờ mới được gặp ông. Còn được trực tiếp nghe những lời dạy bảo của ông nữa. Dạy bảo thì tôi không dám. Hiện giờ tôi là người đang bị cách chức. Hơn nữa không có tài cán gì. Đó là nhận xét của người khác. Với tôi lúc nào ông cũng là nhân tài, khiến tôi vô cùng cảm phục. Ông yên tâm, ở thành phố Vị Thành này, ông vẫn đứng đầu cơ quan trung thống. Còn tôi sẵn sàng vì ông mà đóng góp công sức. Bây giờ tôi xin cáo từ. Ông Dư, mời. Ông đi thông thả. Xem thử ở đây ông làm được trò gì. Cô chủ, cô xem ai đến tìm. Anh hai, sao anh tới Vị Thành đây? Vô nhà ngồi. Em Giao, anh bị lưu đày tới Tây Bắc, bị mất chức rồi. Anh tới đây sao không cho em biết trước, để em với Hướng Quang ra bến xe đón anh. Chị hai đâu? Vài hôm nữa chị hai mới tới. Cô ấy đang bận giải quyết vài chuyện ở Trùng Khánh. Hướng Quang đâu? Em gọi điện thoại kêu anh ấy về ngay. Khỏi, anh muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy. Tốt lắm. Tới ngay. Mẹ, dì Bình đâu? Nó chờ con lâu lắm rồi. Vô đi. Dì Bình, tìm được họ chưa? Họ đang làm trò gì kìa. Anh đừng nôn nóng. Có thể họ đang bận những chuyện khác. Sao lại không nôn nóng? Có người muốn ám sát ông Châu Ân Lai ở Vị Thành.
Chuyện quan trọng như vậy làm sao liên lạc được với họ? Chú Bình, chú thấy có thể ngăn được vụ ám sát này thật sao? Là nhất định, phải nhất định. Ông Châu Ân Lai là nhân vật rất quan trọng. Nhưng sát thủ là ai? Ra tay ở đâu? Tại sao phải ra tay? Tới bây giờ vẫn chưa thấy. Đúng vậy, tôi cũng không biết tại sao. Nhưng mà phải đưa tin này cho họ biết ngay. Chúng muốn đưa tin, tôi có cách đưa. Cậu, mời qua xem, mua đi, xem đi. Mời, mua đi. Làm gì vậy? Không thấy sao? Tông trúng tôi còn lớn tiếng. Đồ say rượu. Thời gian đổi xe đưa đón ông Châu đã định xong chưa? Họ nói ngày năm Tây, có thể không dời nữa. Báo cáo, vô đi. Chủ nhiệm Trương, hôm nay lúc tôi đi chợ mua thức ăn, có một tên nhóc bám theo tôi để gây sự. Sau khi tách được hắn ra thì trông thấy trong giỏ có món đồ này. Được, anh đi đi. Ông xem. Thật không ngờ bọn này quá táo bạo, dám tìm cách mưu sát phó chủ tịch Châu. Đúng là to gan. Sự việc quan trọng, thà tin là có, tốt hơn là không tin. Đúng, lập tức báo cáo về Diên An. Còn nữa, báo ngay cho sở tình báo và thành ủy Vị Thành biết. Dạ. Tuyết Dao, em về rồi sao? Anh xem ai mới đến. Anh hai, anh mới đến sao? Ứng Quang, bất ngờ phải không? Bất ngờ quá. Đi, lên lầu nói chuyện. Được. Anh nhờ nhiều mối quan hệ như vậy nhưng vẫn bị đày tới chỗ quỷ quái này. Bây giờ không như trước nữa. Làm chuyên viên giám đốc trung thống khu Tây Bắc, về danh nghĩa ba tỉnh Thiểm Cam Thanh do phòng điều tra trung thống quản lý. Thực tế thì không ai quản lý ai cả. Luôn Trần Vũ Hiên ở trung thống này tôi cũng không quản được. Chuyện bạc tình bạc nghĩa như vậy họ cũng làm được với anh. Họ còn tống cổ tôi ra khỏi cơ quan thì xem như nể mặt tôi lắm rồi. Nhưng cậu đừng nóng. Chỉ cần chúng ta làm vài chuyện đẹp mắt thì lo gì không lấy lại được. Này, nói sơ tình hình ở đây xem. Từ lệnh biên gật đầu cho phép. Nhưng mà Trần Vũ Hiên và Nghiêm Côn thì một người tìm cách gây khó khăn, một người thì châm dầu vô lửa, đều là bọn không tốt lành gì. Điều này thì tôi đã biết. Anh hai, chờ sau khi anh ổn định chỗ ở xong, tôi đưa anh tới gặp tư lệnh biên, để sau này đôi bên tiếp ứng nhau. Với địa vị hiện giờ của tôi, tạm thời tôi không muốn đi gặp tư lệnh biên ngay. Nếu như không quản được ai nữa, vậy thì tạm thời không quản chuyện gì nữa, cũng không tới cơ quan nữa. Tôi đã nói chuyện với Trần Vũ Hiên. Làm việc mấy lâu, không ai tránh được bệnh tật.
Bây giờ có mặt ở đây rồi, thôi thì xem như dưỡng bệnh, cứ xem như tự cho mình nghỉ phép vậy.